sai đi cái đường bên đấy dễ thở hơn tí đúng không? Vẫn lần này vẫn đi đường đấy đấy. Ờ đấy, đi đường bên đấy dễ hơn đấy. Hai thằng chị em cô vừa giết thằng chị con rồi. Cũng còn thằng chị em nghĩ đâu nhỉ? Chúng nó nấp hết trong này này. Đấy, tôi thấy thằng bên bên này đấy không? Đâu. Đứng kia nó lắc lắc kìa. Tôi không thấy gì. Cũng là bị quất. Kể cả đi ớt bên kia kế à, ở một con thôi thì đẹp lượng được. Nếu mà không đi luôn thì cứ chuẩn bị súng sẵn rồi giết hai được chạy nhanh mà đỡ tốn thời gian. Nó lao ra chỉ để làm cái hoạt nên bắn chuẩn không được rồi. Ông nhặt lọ thuốc sau chưa? Đi kệ thì anh. Tôi bắn nó ở nào? Ok. Ủa, tôi được nhanh không? Cái gì? Tôi hết lực rồi, đi được nhanh rồi. Phải dù. Tận dù 2 phát. Ủa. 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 Nó chưa cắn được tôi. Chưa cắn được ai cả. Tôi thấy rồi. Nó mới chỉ bám thôi. Ờ, tôi thế. Anh đi lên trước đi. Dọn đường. Ồ, bái nào. Cái gì anh? Có biến gì anh? Được. Nhặt khẩu súng săn đi Hương. Trên này khẩu súng săn. Chết chỗ rồi. Thế cứ cầm theo rồi. Đây hai viên thì bắn. Thời gian. À tôi đã thời gian này. Cái này. Cái gì? Đạn thời gian này. Đạn này nhiều thời gian lắm. Để má. Một đạn này. Ờ, cầm đạn không? Ừ, cứ đưa đạn đây. Có những thời gian nào? Thời gian nào hay hơn? Winchester này. Mấy viên nhé. 6 viên cái này ngon hơn này. Đây, cứ vào cái này. Cái này tôi không thích à? Trong cái cổ máu nhặt chưa? Nhặt rồi, tôi nhặt rồi. Hãy sọt đạn nghe Uzi đấy. Dạ. Tôi lấy nốt đạn xuống đạn. Trên này có đạn lục không? Có. Có cái gì vậy? Nhéo. À, đạn lục anh. Thôi rồi, ông cầm đi, ông cũng có lục. Tôi nhiều đạn xuống đạn lắm, ai cần đạn lục đấy này, 21 viên cơ. Kệ, cứ đạn lục vẫn thôi. Đạn xuống đạn bắn. Uzi gì anh? Uzi gì anh? Tôi nhặt ra, tôi nhặt ra. Đi. Đạn này lại mò đường. Nó có con nào nó chui lên bất ngờ thì. Đây, để tôi soi đèn đúng không ạ? Đây. Ông soi thì tôi cầm đồ.
quẩy. Ủa vãi lù, gì ơi. Ơ, không đẩy được này. Vãi nổ, xong là không có biến. Em có bị dây thần kinh không? Không bị lại chơi lại luôn. Bây giờ chưa bị, chắc là không bị à? Tôi nghĩ máu xanh là chưa bị, chắc một lần cắn nữa là bị đấy. Ờ. Anh cứu tôi với, tôi xin cái cầu thang ấy. Nhìn thấy cái gì cả? Đây rồi. Còn gì trên này không? Không. Có cái Uzi ai nhặt xuống đây chưa? Đây là Uzi đây rồi. Thế chả có gì à? Thế đủ rồi. Có đạn đen kìa. Nhặt nốt. Dù có cái này nhưng là chắc không được. Hai chục viên đạn trở ra. Rồi, chạy ra lấy battery kìa. Rồi. À, lần này đi cái đi sâu đấy. Mấy con đáng sợ mấy nổ. One mag remaining. Vãi là cứt. Gì vậy? Cái gì cứ ở đằng sau kìa, có con bò bò dưới đất kìa. Bò bò xuống đường kìa. Nó tự đặt chỗ pin ra đấy. Nó đánh hơi được mình. Vãi là nó thò cả hai cái chân ra ngoài này. Vãi lù game. Quỳ. Nó không cắn được. Chém chân xem không được không? Đấy chuyện rồi không ạ? Ôi chân rồi, chân nó lóc kịch vậy. Cái làm gì à? I'm out of mags. Đi đi một lần. Lên lên phía trên đấy, không lại nấp sau cái khác. Vãi lần này cái khẩu phải 3 viên không ạ? Ờ, nhiều vãi. Không 1, 2, 3. I'm out of shots. Cái gì cũng sợ vãi. Cái dìu đập ngon mà, đập toàn chết luôn thôi. Nhiều lần thì nó không có đấy. Đừng có khác. Tôi đi bắn rồi đấy, may là thằng Hưng. Chạy nhanh kìa, đúng rồi, chạy nhanh kìa. Đẩy ra, đẩy ra, cứ đẩy ra, cứ đẩy ra. Không đập được thì cứ đẩy thôi. Vãi bộ đội chạy nhanh. Vãi 3 viên sọt. Sao vậy? Chạy nhanh nhá. Oh. Không sao. Vậy thì nó chưa đánh được. Tôi chưa thấy bị... Tôi thấy ông kêu rồi mà. Ờ, tôi thấy đấy, kêu. Lại kêu thêm lần nữa kìa. Ô vậy. Thôi xuống đi, cầm súng kìa. Ok, chạy có kìa.
xuống đục rồi an toàn. Vẫn chạy xuống vết chém cái gì vậy? Ông cứ tụ thôi mà, cần gì đâu, cái gì cũng dễ. Công thì ông chém nhanh ý, nó chém xa đấy, đứng xa xa ấy. Tôi ôm đi luôn nhá. Đây. Mày thế. Rồi, sao dạo này mình chém cái vệ bóng chày nuột vãi. Và chết ạ. Đặt ở đấy xong rồi chạy ra sau cái xe. Ok. Nhanh nhá, nó nổ nhanh ấy. Tôi đang không được rồi. 3 4 lần. Đây rồi. Không được rồi. Đây. Sao không? Lên đi. Đang. Đây mà ở đây là đâu vào đấy. Coi được không? Tôi không đạt. Hai viên thì khoảng hết. Kia là cái đạn. Ngoài kia xong chưa? Xong rồi. Turn spin go on này. Tức là đi về siêu thị được không? Tôi chỉ xả đạn cái khẩu kia thôi, bởi vì khẩu kia cũng chẳng dùng. Ủa, không chết rồi. Vâng, rất là căng thẳng. Thằng đấy chém thường một phát chết luôn nhá. Ôi. Thằng này bị ngáo à? Phải dù nó ngáo nó đập cho phát bây giờ. Chê nó ngáo nó đập cho. Mình vừa quay đi quay lại nó quay lại kinh đi. Lọ thuốc này tôi nhặt rồi. Có khẩu sọt ở trong này này. Tôi nhận gì à? Tôi cầm nhau rồi, Có không cần khẩu này không? Đâu, không cần đâu. Ở đâu rồi? Ố? Tôi nhận. Rồi đúng rồi, không nhận béng luôn. Thế biến mất. Ủa, tôi đang 2 viên. Ôi, fuck. Không cần bắn đâu. Cái này soi đèn cùng nhau được chứ. Thấy luôn. Đi luôn nhỉ. Đi. Chỗ này là nguy hiểm. Đừng đóng cửa nhá. Đứng ở đây xem đã. Chứ đừng đi vội. Nguy hiểm lắm. Trên này nóng nguy hiểm lắm. Có chắc chắn là đường đấy không? Nó chưa cắn được tôi đâu. Chỉ bám thôi. Gặp mình chạy nhanh thì vụt luôn, gần tụi. Vụt luôn là chết à? Vụt luôn chết luôn. Chạy nhanh, phải chạy nhanh rồi sau xe tăng nhá. Đang chạy ra. Thì đúng không? Từ, cẩn thận cái khe nó có nhiều thứ nguy hiểm lắm. Bạn này cầm súng luôn cho chắc. Có mini biết. Ừ.
vừa bị cản nhau phát. Đẹp rồi. Từ từ có khi cứ đứng ở đây đi nhỉ. À đâu, vào luôn đi, vào luôn đi, vào luôn đi. I'm out of mags. Nhưng mà cái cửa này nó mở được không ạ? Sao? Có trẻ con đấy. Chết rồi, chết rồi. Khổ vãi. Last mag, that's it. Tôi còn một viên nữa để bắn. Hy vọng cái cửa này mở được. Vâng, không mở được luôn. Ông nào vào mở hộ tôi phát. Ơ, đằng kia có cái gì kia? Cái cửa. Vũ vẩn đấy, cái vũ vẩn nha. Ta phải ra đằng cái cửa kia rồi mới mình nhìn thấy chưa? Ờ, đúng rồi, chuẩn bén rồi. Ra đóng đi, tôi đặt hết trong này. Ồ. Tôi ra cover Hưng đóng cửa. Được, bắn thằng ấy đi ạ. Được, đóng rồi đấy. Không ấn được, không ấn được. Nó chả liên quan đâu. Vẫn có màu vàng nhỉ, có màu đỏ nhỉ. Quay lại đi, quay lại anh em đi, qua quay lại, đi quay lại một lần nữa. Ồ, em mở ra lại, còn hai cái này đằng đâu. Sao tôi đứng sau thằng Hưng mà nó bắn tôi ấy? Tôi đéo hiểu. Đấy. Vãi cả lù. Cái gì ạ? Bây giờ mới được này. Đây này, bây giờ mới mở này. Đã phải đi lại, quay lại chỗ đấy một lần. Vãi cả game. Em trước đi. Máu trong này nhá. 6532 là bao nhiêu? 9247. 532, 9247. Để chuyển bén hết. Quỳ. Nhảy gì phải cần ngồi. Có ai cần máu không? Tôi các ông thấy tôi máu gì? Xanh đúng không? Xanh. Tôi máu xanh đúng không? Cả hai ông đều màu vàng. Ồ. 247 nhá. Vâng, đây rồi. Được rồi, chạy ra rồi nhá. Chạy ra. Đấy, ôi rồi, đoạn này phải chạy nhanh này. Đoạn này không thể nhanh ở lại này. Đoạn này mà không lên nhanh ở lại này. Nhà anh, chạy đi thằng Hưng. Còn đang đi luôn đường này, đi luôn đường này này, đi đường ấy đấy, phòng đấy. Đi đường này à? Em mở được không? Ông đi đường kia cũng thế thôi. Thì nó vẫn ở cái cửa đấy mà. Công nguyện cái gì, nó là ngang nhau mà bảo rồi. Nhanh lên. Ủa bắn hết đạn. Có súng gì bắn hết đi, tôi hết súng rồi. Để nó không bắn đâu, Quân. Cái đạn rồi. Anh chứ còn cầm đồng quái. Tôi lấy cửa có đạn rồi, dùng hết thật. Tôi chạy đây, ôi. Thằng chó, tôi cho mày làm sao. Thật sự là tôi đếm trắng rồi bạn. Tôi dây thần kinh rồi này, nhưng mà tôi vẫn cố. Anh chạy con nhiều quá ấy. Tôi không biết, tôi chạy. Tôi đợt vào nó rồi, tôi chạy lên đây. Tôi dây thần kinh béng rồi. Tôi lên ga, tôi quấn đây, tôi quấn băng ở trên ga đây. Đây rồi, tôi lên tàu. Yeah. Tôi nhắm vào bóng luôn. Quái cả mỗi lần một cái á. Quái cả mỗi lần một cái. Vâng. Yeah.
Thế sẽ con trẻ kia quan tâm một quá gì nữa. Lúc sau tôi chỉ có chạy thôi, thằng nào cản đường thì mới ấy. Tôi bị một thằng bám nhá, xong một thằng ở dưới chân giữ lại cơ. Tôi cũng bị một thằng ở dưới chân nó tát thế nào ấy, xong tôi đẩy nó ra rồi chạy tiếp. Nó cứ liên tiếc mình quá. Cứ nêu cáo với mẹ trên cùng lò. Và cuối cùng là cũng đã